Chào các bạn, muốn học đàn bầu, chúng ta không thể bỏ qua những bước căn bản đầu tiên để tiếp cận với nhạc cụ này. Trước hết, tôi sẽ giới thiệu với các bạn những tư thế ngồi, rồi cách gảy những nốt đầu tiên, sau đó là những kỹ thuật diễn tấu cơ bản trên đàn bầu.